Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2018, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, sáng nay tại khu huấn luyện đua thuyền sông Giá, huyện Thủy Nguyên đã diễn ra giải đua thuyền rồng Hải Phòng mở rộng năm 2018. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Từ sáng sớm, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại khu huấn luyện đua thuyền sông Giá để theo dõi và cổ vũ cho giải đua thuyền rồng Hải Phòng mở rộng. Giải quy tụ 300 vận động viên của 10 đội, gồm 6 đội của các quận huyện trong thành phố và 4 đội tỉnh ngoài, gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định. Các đội chia thành 3 đợt đua, qua 2 đợt đấu loại sẽ lựa chọn các đội dẫn đầu vào thi vòng chung kết. Đường đua dài 4,5 km gồm 3 vòng đua, mỗi vòng 1,5 km. Thời tiết không thuận lợi, trời mưa nhỏ kèm theo gió khá mạnh khiến các đội đua gặp khó khăn trong quá trình chinh phục đường đua. Song với sự cổ vũ reo hò của đông đảo nhân dân địa phương và du khách, các tay chèo mạnh mẽ hòa nhịp trên sóng nước sông Giá. Ở đợt đua đầu, sự khác biệt giữa các đội đua khá rõ nét với lợi thế dẫn đầu nghiêng về đội đua của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đợt đua thứ hai, đội Cát Hải dẫn đầu, 5 đội xuất sắc qua 2 đợt đua ở vòng loại lọt vào vòng chung kết, chọn các đội nhất nhì ba. Lần đầu tiên tổ chức ở quy mô cấp thành phố, với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, giải đua thuyền đã thành công tốt đẹp với sự hào hứng của hàng nghìn khán giả, tạo không khí sôi nổi kỷ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử.